Hi, chào tất cả các bạn. Ở đây các bạn thấy rằng là có một cái tổ mối, nó nổi lên trên mặt đất rất là rõ ràng này các bạn. Đây chính là cái tổ mối nhá. Thì mình đang đi khám phá thế giới này các bạn. Mình đi dọc theo cái con mương dẫn nước này. Con mương này là phục vụ tưới tiêu nha các bạn. Đấy, thì ra đến chỗ này thì mình nhìn thấy cái tổ mối của chúng ta. Lâu rồi mình không đào mối cho các bạn xem. Hôm nay chúng ta sẽ thử cưa đôi cái tổ mối ra để xem là cái cấu trúc bên trong nó như thế nào. Ở đây thì các bạn thấy rằng là mình có một cái cưa này và hai cái đồ đào. Đây là một cái cưa. Cái đồ này hay nè các bạn. Cái này là mình mới thấy lần đầu. Cái này mà đi đào chuột là đúng, đúng chuẩn luôn đấy các bạn. Đấy, nó có một cái cán nhìn trắng rất là đẹp. Còn ở đây thì chúng ta có một cái cây xẻng. Đấy, nhìn bìu rất là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ cắt bỏ những cái cây xung quanh để cho các bạn nhìn cho nó rõ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn quan sát cận cảnh trước khi mình xẻ đôi nó ra. Đây, mình sẽ đi một vòng xung quanh cho các bạn xem nhé. Cái tổ mối thì nó đùn lên khỏi mặt đất như vậy đó các bạn. Cái lớp đất bên ngoài trông nó như thế này. Đây, đi từ xa là các bạn sẽ nhìn thấy nó nổi lên một ụ như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành cưa đôi nó ra nhé. Nóng hết cả lưỡi cưa luôn này các bạn. Đây, trong lúc mà ngồi nghỉ mệt á, mình nhìn thấy ở bên kia có một đàn ngỗng rồi các bạn. Đấy, là mình thấy có cả ngỗng sư tử này, lẫn ngỗng trắng. Đấy, cái con ngỗng trắng nó vừa mới ngóc đầu lên đấy các bạn. Nó kêu các bạn. Ngỗng này có cái rất là hay. Các bạn chỉ cần bắt nó, sau đó các bạn lật ngửa nó ra, ấp cái tàu lá mô lên người nó là nó nằm im luôn này các bạn. Nuôi ngỗng này rất hay là nó trông nhà rất tốt các bạn. Khi mà có tiếng động rất là nhỏ là nó kêu ầm ĩ lên, thậm chí là còn nhạy hơn cả chó nữa. Đấy, cho nên là nếu bạn nào có điều kiện thì các bạn có thể nuôi ngỗng nhá. Đấy, nó kêu như vậy đấy các bạn. Con đấy có lẽ là con ngỗng đực. Đấy, cái u của nó rất là to và nó đứng nhìn có vẻ hiên ngang kìa các bạn. Ok, thôi bây giờ chúng ta trở lại với công việc cắt ngang cái tổ mối ra nhá. Wow, mình đã tách cái tổ mối ra rồi này các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn quan sát cận cảnh. Đây, cho các bạn xem cái thành quả của chúng ta. Ở đây thì mình đã tách đôi nó ra rồi này các bạn. Nhìn nó rất là đẹp luôn. Đây, chúng ta gỡ nó ra nhé. Và chúng ta xem ở bên trong. Ở đây thì bên trong nó có một cái gốc cây này các bạn. Nên là nãy giờ mình xẻ mãi nó không được. Tại cái gốc cây này, nó hàn gắn hai cái miếng này lại rất là chắc. Đây, cái gốc cây nó ăn vào trong này các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mô tả sơ sơ qua cái cấu tạo tổ mối cho các bạn xem nhé. Đây thì chúng ta phải xích ra. Đây các bạn nhìn này. Ở bên ngoài này á, là cái lớp vỏ bảo vệ. Nói chung là nói là vỏ bảo vệ, nhưng mà gần như là những cái cơ quan con mối nó di chuyển này, nó đều ăn ra sát bên ngoài này luôn các bạn. Các bạn thấy không? Bên trong này là những cái lỗ này, những cái đường dẫn mà những cái con mối thợ nó sẽ di chuyển. Ngoài mối thợ thì còn có mối lính. Đấy, thì trong tổ mối nó có 4 thành phần. Đó là mối thợ,
muối lính, muối chúa và muối vua. Đây, giờ chúng ta mở cái này ra nhá. Ở cái miếng này thì chắc chắn là không còn gì nữa rồi các bạn. Ở đây thì nó cấu tạo đồng nhất như thế này thôi. Đấy, chỉ là những cái cơ quan để những cái con mối nó di chuyển. Những cái con bụng vàng vàng này thì có thể là mối thợ. Đây, chúng ta quan sát, đây chính là mối thợ này các bạn. Đấy, mối thợ thì nhiệm vụ của nó đó là xây tổ, đi kiếm thức ăn này, chăm sóc cho mối chúa này, giống kiểu cu ly ấy các bạn, rất là tội nghiệp luôn. Thì nó là cái lực lượng đông đảo nhất trong tổ mối. Cái này mình sẽ bỏ gọn sang một bên nhá, để mình quan sát xem. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh. Đây các bạn thấy rằng là khi mà vào trong cái phần trung tâm thì có rất là nhiều mối thợ này. Ở trong cái cục này, mối thợ đây. Mối thợ ở đây hình như là kiêm luôn mối bảo vệ hay sao các bạn. Mình không thấy mối bảo vệ đâu cả. Những cái con mối này trông rất là lạ nhá. Nó màu vàng vàng chứ không giống như là những cái con mối mà mình hay đào. Rồi bây giờ cái nhiệm vụ quan trọng nhất đó là chúng ta sẽ tìm cái con mối chúa. Thì mình sẽ sử dụng cái công cụ thứ hai này để mình xúc cái phần đất ở bên trong cái tổ mối. Đây, bên trong này thì đất rất là xốp này các bạn. Nó rất là xốp như thế này. Đó. Giờ chúng ta chỉ việc múc, và khi nào đụng đến một cái cục đất cứng thì đó chính là cái ụ chúa. Cái công cụ này tỏ ra rất hữu ích nè các bạn. Tức là nó vừa đào vừa xúc ra được luôn. Đi đào mối chúa như thế này thì chúng ta nên mang thêm một cái tô, một cái tô, một cái chén để chúng ta múc cái đất ra cho nó dễ hơn các bạn ạ, mà sẽ múc được nhanh hơn. Ở đây thì không có nên mình phải dùng tay. Tuy nhiên là những cái tổ mối mà có những cái con mối bảo vệ lớn thì chúng ta không dùng tay được đâu nhá, nó sẽ cắn chảy máu đấy. Đây, mình mới phát hiện ra một cái công dụng rất hay của cái này, là nó không những đào đất mà nó còn có thể chặt cái gốc cây được này các bạn. Giờ mình sẽ lấy cái gốc cây và review cho các bạn xem cái ụ trung tâm ở trong đó. Đây, một cái gốc cây to như thế này các bạn. Nó là cái nỗi khó khăn của mình hôm nay đào mối đây. Thấy được cái ụ chúa rồi này các bạn. Đây chính là cái vùng đất thiêng liêng của tổ mối. Nơi đấy là chứa cái con mối chúa đấy các bạn. Nó vẫn còn rất là chắc, cho nên là mình vẫn phải tiếp tục đào để lôi nó ra. Đây, cuối cùng thì mình đã nảy nó ra được rồi nè các bạn. Mình đã bậy nó ra theo cái cơ chế cái đòn bẩy. Đây, đây chính là ụ chúa nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó là một cái cục đất rất là cứng. Và thường là giống như kiểu hai cái dĩa ốp lại. Ở đây thì nó hơi đồ sộ một chút xíu. Mang ra đây, ngoài này có cái bờ xi măng này các bạn. Mình sẽ review cho các bạn xem. Đây, mình sẽ đặt nó xuống. Bây giờ mình sẽ chẻ đôi nó ra để xem là bên trong chúng ta có thấy mối chúa không nhá. Đây, để chẻ đôi nó ra thì mình sẽ sử dụng cái xẻng này. Nó có cái đầu bằng. Cái đầu bằng này chúng ta sẽ chặt nó dễ. Theo nguyên tắc là các bạn cứ chặt từ từ. Đây, chúng ta sẽ chặt như thế này. Chặt từ từ cho đến khi vào được chỗ của con chúa.
Đây này các bạn, ở đây thì mình nhìn thấy có một cái khe này. Đấy, thông thường con mối chúa nó sẽ sống ở trong cái khe này. Nhưng mà cái khe này khá là hẹp, mình không biết là có mối chúa ở trong này không. Đây, chúng ta sẽ cùng bậy nó ra nhá. Mình sử dụng cái phần này của lưỡi cưa này các bạn. Đây. Mình thấy chỉ toàn là mối nhỏ thôi các bạn, không thấy con mối chúa đâu cả. Có lẽ là nó lẩn khuất đâu đây. Mình sẽ tìm nó. Đây, ở đây thì theo mình kiểm tra, mình chỉ thấy là vô vàn mối con thôi các bạn. Các bạn thấy rất là nhiều những cái con mối nhỏ này. Mối này mang về cho gà ăn là gà béo lắm này các bạn. Tuy nhiên là mình lại không thấy mối chúa và mối vua đâu. Có thể là cái quần thể mối này nó đặc biệt các bạn. Trong cái quá trình mà đập những cái miếng này ra thì mình phát hiện ra có những cái con mối nó như thế này. Cái bụng nó như thế này các bạn. Phải chăng đây là mối chúa? Đây các bạn nhìn này, mình phát hiện ra những cái con mối nó như thế này. Khả nghi lắm các bạn. Vậy nếu đây là chúa thì đây là một cái tổ mối chúa bất thường các bạn ạ. Xác nhận là chỉ có cái con mối này là cái con mối to nhất này. Cái con mối này mình thấy khá là nhiều con như vậy. Có thể đó chính là chúa đấy các bạn. Đấy. Nói chung là khá là bất thường. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay lại, chúng ta kiểm tra cái tổ mối xem sao. Không nhẽ là đang còn một cái ụ chúa ở bên trong đấy. Nhưng mà theo mình quan sát thì hết rồi các bạn. Đây. Phần đất ở bên dưới kia mình đào cảm giác nó rất là cứng. Nó rất là cứng luôn. Có nghĩa là nó chạm cái đất nền rồi đấy các bạn. Và ụ chúa thì nó là cái cục như vừa nãy là to lắm rồi. Chắc chắn là sẽ không còn không gian cho một cái ụ chúa thứ hai to như vậy đâu các bạn. Đấy, cho nên là mình kết luận đây là một cái tổ mối khá là bất thường. Tuy nhiên hôm nay chúng ta đã có một cái khám phá rất là thú vị. Đó là chúng ta đã nhìn một cách rất là tổng quát cái cấu tạo của tổ mối, trông nó như thế nào. Và chúng ta thấy rằng là những cái con mối màu vàng rất là đặc biệt và những cái con mối chúa bất thường. Rồi, cái nhiệm vụ cuối cùng đó là chúng ta sẽ lắp cái tổ mối này lại để trả lại cái nguyên trạng ban đầu. Rồi, có lẽ video của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hôm sau mình hứa sẽ tìm một cái tổ mối nào đó hoàn chỉnh hơn, có một cái con mối chúa to như thế này để mình review cho các bạn xem. Chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.